Nó kết hợp giữa Mio là cái phần đầu trước của nó và Randy là cái phần đuôi xe ở phía sau nè. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay lại với kênh mình là Mô Tô. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một mẫu tay ga đậm chất cổ điển của Yamaha mà các chị em gái cực kỳ là thích thú luôn. Thì mời các anh em xem tiếp video để xem chiếc xe đó là xe gì nha. Ta-da! Đây là mẫu Fino 2020 của Yamaha. Hiện tại Minh Long mới nhập về trong ngày hôm nay. Thì tại cửa hàng đây có hai phiên bản là bản cổ điển và bản premium, và còn một bản nữa là bản sporty. Cách nhận dạng của các bản này á, là cái bản ở bản cổ điển là xài đèn LED, còn bản premium và bản sporty á, thì xài đèn halogen. Và giá thì rất là hợp lý cho anh em luôn. Đố anh em biết bao nhiêu? Chính xác, giá ở bản halogen thì chỉ có 36 triệu, đã bao VT. Còn bản đèn LED mắc hơn, cao hơn 1 triệu, là 37 triệu, đã bao VT cho anh em. Rồi quay lại với những chiếc xe, thì đập vào mắt mình đầu tiên á là một cái tem nổi rất là đẹp luôn. Thì cái này là dòng Miro hay là Randy? Thì cái này không chính xác đâu, chính xác nó là xe Fino, nhưng mà nó kết hợp giữa Mio là cái phần đầu trước của nó và Randy là cái phần đích, cái phần đuôi xe ở phía sau nè. Thiết kế y chang như là chiếc Randy 2020 luôn. Thì đây là một sự kết hợp độc đáo dành cho chiếc xe Fino này. Thì nhìn tổng thể chiếc xe thì khá là xinh xắn, dễ thương và không kém phần mà sang trọng đâu nha. Thì anh em nào mà mua xe về để tặng vợ hoặc là tặng người yêu á thì hết sảy con bà bảy luôn. Ok, thì mình sẽ đi sâu thêm một tí xíu ha. Thì phần đầu tiên về đầu đèn thì chị em có thể thấy là Yamaha rất là châu chúc trong từng sản phẩm của mình. Ở chính giữa là một cái chó đèn rất là lớn, dàn lồi và thiết kế kiểu 2 tầng. Dàn lồi này nó có đặc tính là chùm tia sáng sẽ rộng ra và dễ quan sát nhiều hơn. Ở trên là đèn cót nè, ở dưới và đèn pha được ngăn cách đó là bởi một đèn chính giữa là đèn demi sáng ban ngày đó. Ở trong đây á, là cái dạng mà thiết kế kiểu hình hoa sen á, rất là đẹp luôn. Thì mình sẽ đề máy thử cho chị em xem như thế nào nha. Đó, chị em có thấy không, mình vừa đề máy lên là ở trên là có đèn cốt luôn luôn bật, đặc điểm của xe nhập. Đèn pha thì ở dưới này có cái nút điều chỉnh ở trên cầm tay lái trái, mình gạt lên là sẽ thể hiện đèn pha, đèn cốt luôn đó. Còn xi nhan thì sao? Đây xi nhan trái, không biết chị em thấy không, mình bấm qua bên phải cho thử nha. Đó, xi nhan phải hình chiếc lá rất là gọn và nó to nữa, thì chúng ta đi ngoài đường á thì người xung quanh có thể dễ nhìn thấy khi mình băng qua đường á, thì rất là thuận tiện luôn. Tiếp theo là phần tay lái thì mình cực kỳ là thích luôn thiết kế ghế đông trần của Fino. Ở giữa là một đồng hồ dạng analog thể hiện đầy đủ thông số. Thì ở đây nó sẽ báo hiệu là đèn xi nhan nè, đèn pha nè, đèn cốt nè, đèn ở đây là đèn eco. Nếu mà chị em chúng ta đi vận tốc bình thường á, đèn eco sẽ hiện lên. Đó, hiện lên vậy nó sẽ báo hiệu là tiết kiệm nhiên liệu cho chị em. Tiếp theo ở đây là chữ A báo hiệu công tắc Top and Star System, là công nghệ đặc quyền của Yamaha. Mục đích là để sau 3 giây ngừng á thì nó sẽ tự động tắt máy cho chị em luôn. Còn chúng ta muốn đi tiếp á thì chỉ cần hiện ra thôi, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho chị em. Ở đây phía tay thắng có một cái nút nhỏ, đây là hệ thống phanh an toàn. Khi chị em chúng ta ở bề mặt dốc á, chúng ta chỉ cần bóp thắng, bóp nhẹ thêm cái nút này thôi là sẽ giữ thắng lại, rất là an toàn. Khi chúng ta đi á, chúng ta cứ bóp nhẹ thắng ra, thả ra là thắng hoạt động lại bình thường.
Tiếp theo kế bên là một cái đồng hồ nhỏ nhắn xinh xắn, thiết kế này chỉ dành riêng cho Fino luôn. Báo xăng thôi mà làm nguyên cái đồng hồ riêng, thiết kế thật là vải chữ các chị em ạ. Rồi tiếp theo là mình nhìn xuống phía dưới tí xíu ha. Thì nhà ga chắc chắn là đang hướng tới sản phẩm này dành cho chị em mình nhiều hơn. Tại sao? Tạo hai cái hình học đồ, hình trái tim nhìn rất là dễ thương. Đây, mình vẽ lên thôi. Đó, hình trái tim rất là đẹp. Và cái học này nhìn vậy thôi, nhìn nhưng rất là rộng nha. Đây mình sẽ bỏ vô đồ thử nó đựng được cái gì nha. Đây bây giờ mình có cái điện thoại làm anh chị ơi. Cái khay ở đây thì nó đựng được cái chìa khóa. Cũng rất là tiện nghi. Ở phía đó, trên tay phải là một cái dạng ổ khóa truyền thống. Tuy là chìa khóa cơ nhưng mà Fino thiết kế riêng ra một cái chìa khóa hỗ trợ chúng ta tìm xe trong bãi. Đó. Tiếp theo là phần yên xe thì như chị em đã thấy thì thiết kế mang phong cách cổ điển giữa màu đen và màu nâu. Yên rất mềm. Ngồi lâu thì rất là đã dòng ba. Ở đây là với chiều cao là 745mm, thích hợp cho người Đông Nam Á, đặc biệt là người Việt Nam mình sử dụng rất là nhiều. Thì mình sẽ mở cốp cho chị em xem như thế nào. Wow. Ở trong cốp thì nó có một bình xăng và diện tích cốp thì nó cũng khá nhỏ. Ở đây thì mình không có đựng nón bảo hiểm nhưng mà mình đựng một số đồ cá nhân của mình như là găng tay hoặc là áo mưa hoặc là váy chống nắng thì rất là thuận tiện. Có một điều bất tiện là nếu mà mình đổ xăng á thì mình phải xuống xe, mình phải mở cốp thì mình mới đổ được. Tiếp theo là phần kiển sau được bo tròn ở các góc cạnh theo y luôn thì nên cảm giác mình nắm rất là thoải mái. Đó, rất là dễ dàng luôn. Ở phần đuôi xe thì hai bên là hai cái đèn xi nhan hình chiếc lá, thiết kế đặc trưng của Fino. Và cái đèn stop đằng sau nè, thiết kế rất là tinh tế. Ở đây là có cái đèn giống như Grande vậy đó, rất là đẹp. Và nhìn phía xuống nữa thì mình sẽ xem phần chân của chiếc Fino này như thế nào. Đây, Yamaha trang bị cho Fino một phục đơn và hai cái bánh có hai mâm năm chấu, nhìn rất là cứng cáp. Thì những trang bị này giống như những chiếc tay ga bình thường rồi, mình sẽ không nói nữa, mình sẽ chuyên về động cơ. Fino được trang bị động cơ Luco 125cc. Khối động cơ này tạo ra công suất là 9,3 mã lực tại 8.000 vòng trên 1 phút. Moment cực đại là 9,6 Nm tại 5.500 vòng trên 1 phút. Nó rất là thuận tiện cho chị em nào mà chúng ta đi làm nè, đi chơi, thậm chí là những em sinh viên mà đi học vẫn ok. Thì ở đây Yamaha có thiết kế riêng một cái bàn đạp khởi động nữa nè. Trên đây là bài đánh giá chi tiết về em Fino này. Tóm lại thì ở phiên bản Fino 2020 có 3 phiên bản. Thứ nhất là cổ điển, thứ hai là premium, thứ ba là sporty. Nhưng cách nhận dạng là hai loại, thứ nhất là đèn halogen và thứ hai là đèn LED. Thì ở mức giá ở đèn halogen là 36 triệu bao VAT. Còn đèn LED thì cao hơn 1 triệu là 37 triệu đã bao VAT. Anh em nào còn thắc mắc hoặc là muốn trả góp thì chỉ cần 8 triệu thôi, có thể nhận xe ngay cửa hàng của mình rồi. Nếu anh em thấy video này bổ ích, hãy like, subscribe cho Kênh Minh Lâm Ô Tô để tụi mình tạo ra nhiều clip bổ ích hơn nữa nha. Cảm ơn anh em.